Cụ thể là thông qua cái điều tra vụ án, lời khai của một số bị can trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, thì chúng tôi thấy là Nguyễn Văn Học đã có những hành vi tin cuốn, lũng đoạn và gây áp lực ép một số bị can là nguyên là bị cáo, thậm chí là thường trực thì bị truy tố để trục lợi. Và để làm được việc này thì họ đã dựa vào những thân quen của người có chức vụ để làm việc. Thì Bộ Công an đã coi cái hành vi này là rất nhiều là một dạng mới mà không chỉ là gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước, của nhân dân, mà còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị cơ sở, làm xấu hình ảnh của Đảng và của chính quyền nhân dân. Nên là cái điểm rất là lớn trong cái vụ án này. Thì về cái tội danh thì chúng tôi khởi tố 14 tội danh, trong đó có tội danh về nhận lộ. Nhận lộ thì có các bị can là Tạ Quảng Ngạn và Tạ Phú Phúc. Đối với hai cái bị can mà bác sĩ hỏi, là đối với bị can Hoàng Thị Kim Loan, nguyên Bí thư, và Lê Đức Thành, nguyên là Chủ tịch tỉnh, chúng tôi khởi tố về nhận hối lộ. Thì hành vi nhận hối lộ và thì số tiền đấy, thì quá trình điều tra thì chúng tôi sẽ không có kết luận mà có đầy đủ các căn cứ thì chúng tôi chốt và kết luận cái số tiền cụ thể. Nhưng mà chúng tôi xác định trên cái trường này là xác định là hai cái bị can này nhận với số tiền tương đối lớn, đến hàng tỷ đồng, nhiều tỷ đồng. Đấy, và đã nộp lại, bước đầu đã nộp lại số tiền đã khai nhận với cơ quan điều tra. Và đặc biệt là trong cái vụ án này Nguyễn Văn Học là hai là đưa tiền cho nhiều người, trong đó là chuyển tiền cho nhiều người, trong đó có Đỗ Trung Hoành, nguyên là tránh văn phòng ở huyện Bình Long, tỉnh Vĩnh Long. Nếu Hoành đã chuyển cho Nguyễn Văn Học đã chuyển cho Hoành là 60 tỷ, và Nguyễn Văn Học Hoành sử dụng tiền này vào nhiều cái cách này, trong đó có